từ thánh nhân đã quy tích được tham dự thánh lễ, được có Chúa là cha, rồi được có Đức Mẹ là mẹ của chúng ta, tức là chúng ta hân hoan vui mừng, chúng ta cũng chia sẻ cái tin mừng đó cho những người khác. Cho nên vì vậy truyền giáo là trao giảng tin mừng. Chia sẻ tin mừng để làm gì? Để cho những người khác cũng được đón nhận tin mừng, để họ cũng được hạnh phúc như chúng ta, để họ cũng được làm con cái của Thiên Chúa, để họ cũng được tham dự các thánh lễ, tham dự các bí tích. Đó là mục đích tại sao chúng ta trao giảng tin mừng, để đem Chúa đến cho người khác, đem ân sủng của Chúa đến cho người khác, đưa người khác đến với Chúa để họ cũng được lãnh nhận những ân sủng của Chúa, những phúc lành của Chúa. Nhưng bây giờ tôi trước khi nói thêm thì tôi cũng nói mà trên vậy thì là những người công giáo, ông bà chị có thấy mình hạnh phúc không? Thấy không? Hạnh phúc không? Ai thấy mình là người công giáo hạnh phúc giơ tay lên xem. Có vài người thôi, còn những người không giơ tay có nghĩa là công giáo buồn lắm không? Là bởi cái điều này nó rất quan trọng cho bà chị em. Khi mà chúng ta phải cảm thấy là mình hãnh diện về cái gì, mình vui về cái gì, mình hạnh phúc với cái gì thì mình muốn chia sẻ cái điều đó đúng không? Chứ còn bây giờ mình không có hạnh diện, mình là người công giáo thì làm sao mà chúng ta? Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đi quảng cáo một cái món hàng nào đó thì chính chúng ta cũng được phải tin vào món hàng đó là đúng không? Với trường hợp tôi nên mua cái loại dầu gội đầu này, tôi gội đầu tôi thấy nó được, nó tốt lắm, tôi gội đầu nó mặn mặn và đầy như thế này, còn mà nó không có đụng tắc nữa. Thế là giới thiệu cho người khác thì chính bản thân chúng ta phải có cái trải nghiệm tốt, thực tế là hiệu quả của chúng ta mới giới thiệu cho người khác được. Chứ còn chúng ta chưa dùng mà chúng ta được quảng cáo thì là nó không có thú người khác. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ có một số tình trạng, đặc biệt là năm vừa qua ở Việt Nam xảy ra một số tình trạng là các nghệ sĩ là cứ lấy tiền quảng cáo của mình nhãn hàng, có khi chính bản thân mình chưa sử dụng, còn đôi khi nó dối được chưa sử dụng, nó là câu sử dụng thì quảng cáo của người ta thôi, hay là để cho người ta mua, mà thực sự là có khi là quảng cáo rồi mà sau người ta có thể là những nhãn hàng đó là những hàng đã đồn dấu nó là còn không có hiệu quả. Tức là báo chí người ta vui ra nhiều nghệ sĩ chỉ ham mà muốn có tiền mà quảng cáo tầm bậy thế giờ đấy chúng ta sẽ bị trong cái khác cái nhãn hàng nào thì chính bản thân chúng ta phải là người đã sử dụng rồi, thấy được cái hiệu quả tốt của nó rồi, chúng ta mới dám để giới thiệu trong việt nam. Thế giờ là người công giáo chúng ta cũng phải cảm thấy rằng mình hạnh phúc vì được là người công giáo, mình hãnh diện là người công giáo thì mình muốn chia sẻ cái niềm tin của mình cho người khác. Chứ còn giờ mình là người công giáo mà mình không thấy hạnh phúc, nhiều khi còn cảm thấy phiền phức nữa, cảm thấy là người công giáo mệt quá, nào là người công giáo thì phải đi lễ buổi chủ nhật, rồi người công giáo thì không được ly dị ly thân, là người công giáo thì phải xưng tội một tháng ít nhất là một lần, là người công giáo thì không được thừa thai phá thai, rồi là người công giáo thì phải đóng góp việc nghe là người ta mệt quá. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc là người công giáo, không cảm thấy vinh dự là người công giáo thì làm sao chúng ta truyền giáo, đúng không? Giữ đạo thì còn tốt rồi chứ còn truyền cái gì nữa? Hay là chúng ta không vui trong giáo xứ, ở trong giáo xứ mà chúng ta cảm thấy nào lúc thì thấy khó chịu với cha xứ, lúc thì thấy bực mình với ba cảnh giáo, toàn những chuyện không vui thôi, làm sao mà chúng ta? Cho nên người ta hỏi là ông bà chị có cảm thấy hạnh phúc khi là người công giáo không? Có cảm thấy rằng mình tự hào với người công giáo không? Quan trọng lắm. Bởi vì khi chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc khi là người công giáo, cảm thấy vinh dự khi là mình là người công giáo, thì lúc đó mình mới muốn trao giảng tin mừng người công giáo cho người khác. Để tôi hỏi lại lần nữa, ai thấy mình cảm thấy hạnh phúc là người công giáo thì ta được xem. Đấy, nên người dân giơ cả hai tay thì tạ ơn Chúa đấy. May mà chưa giơ hai chân thì rồi giờ hạnh phúc của mình cảm thấy mình vinh dự là người công giáo không? Có thấy hạnh diện là người công giáo không? Mà nếu mà cảm thấy hạnh diện là người công giáo thì hạnh diện là cái gì? Nhiều khi tôi hạnh diện là người công giáo, hạnh diện là gì không biết nữa. Thế là có khi là cũng đã bỏ cái dối chẳng biết gì cả. Thế là tôi hãy xin người công giáo. Vậy thì hãy xin là cái gì? Hạnh phúc là người công giáo thì hạnh phúc cái gì làm cho người ta hạnh phúc của người công giáo? Dạ, là người làm con cái của Chúa đúng không nào? Chúng ta cứ tưởng tượng suy nghĩ
Ví dụ bây giờ chúng ta mà có bố hoặc con mẹ chúng ta mà làm tổng thống thủ tướng vinh dự lắm, vinh dự lắm chứ đúng không? Tiếng Việt chúng ta có cái câu là gì? Một người làm quan thì ta họ được nhờ mà đúng không? Rồi khi mà khi đổ đạn về là cái đường vinh quy bái tổ vinh dự lắm. Mừng quá khóc. Hay là bây giờ trong gia đình cũng đi tu thôi. Nhiều gia đình cũng biết vinh dự nữa. Nhà con có một nữ tu này đó là nhà con có một linh mục này, cái vinh dự lắm. Mà nhà ai có một con này làm như là giám mục đầu tiên thì sẽ là vinh dự lắm đó. Thế vì đâu có một trời đó là phải đề cái chữ là ông cố hay bà cố thật là to đó là. Thế có một người con đi tu thì tiếng Việt chúng ta gọi là gì? Gọi bố mẹ là bố mẹ của các cha các thầy sơ gọi là gì? Bố của một người con đi tu gọi là bố rồi. Thì có hai người con đi tu gọi là gì? Bố luôn à, chắc là quá bố à. Nếu là có một người gọi là bố là cái mấy người đó thì gọi là rất nhiều gọi là quá bố luôn. Rồi quá bố thì cũng nhận đi đời đúng không? Rồi bố là đúng rồi. Chúng ta theo chỉ có một người như vậy không? Chúng ta thấy là vinh dự như thế nào, thánh diện như thế nào đúng không? Thế là chúng ta chỉ là những con người bình thường. Những con người bình thường bình dị mà bây giờ chúng ta lại được có thể gọi Chúa là cha của chúng ta. Thế chúng ta phải suy nghĩ hạnh phúc dường, vinh dự dường. Chúng ta có làm cái gì đó? Anh chị nói chúng ta làm cái gì? Mà bây giờ chúng ta lại có Chúa là cha của chúng ta là Chúa, mà Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa, thì chúng ta phải vinh dự và chắc chắn. Phải tạo cái hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa là cha, Chúa là cha, nhưng chúng ta chưa bao giờ dành dầu và suy ngẫm về cái điều đó, đúng không? Nhưng mà ngồi mà suy ngẫm chúng ta phải tạ ơn Chúa hạnh phúc lắm, chúng ta có làm cái gì đâu. Vậy mà có Chúa là cha của chúng ta, đó là một hạnh phúc vô biên. Rồi chúng ta còn hạnh phúc hơn là gì nữa? Là không những chúng ta có Chúa là cha rồi, mà Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đã xuống trần để sẵn sàng chết vì cứu độ chúng ta. Chúng ta cần phải tội lỗi như thế. Chúa đã chết vì cứu chúng ta. Ngay cả vợ cả chồng chúng ta chưa chắc đã dám chết vì chúng ta đúng không? Khi yêu nhau thì thầy lo ngại đừng anh sẵn sàng chết vì em sẵn sàng chết vì anh ấy, nhưng mà khó cái là đứa nào đứa đó chạy hết đúng không? Ba trăm một trăm ba trăm bốn trăm nó chạy hết rồi, không nói đâu xa cả. Ngay cả thánh Tông Đồ đấy, thánh Phêrô là trước khi Chúa chết Chúa nói là Chúa là thông báo là Chúa sẽ phải mình cái này mình cái kia khổ sở. Phêrô con sẵn sàng chết vì thầy, mà con chết con cũng bỏ thầy, vậy làm sao? Không thể bỏ Chúa còn chối Chúa ba lần nữa. Vậy mà Chúa không phải chấp tội lỗi bất cứ ai cho chúng ta để sẵn sàng chết cho chúng ta. Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa biết rằng chúng ta sẽ phản bội Chúa, nhưng mà Chúa vẫn dựng nên chúng ta. Chúa biết rằng chúng ta sẽ phản bội Chúa, nhưng mà Chúa vẫn sẵn sàng chết cho chúng ta. Chúa mình tha cho chúng ta một lần, cũng không phải là 7 lần, mà là 70 lần 7, là luôn luôn là 7. Thế là có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, thì không đáng để chúng ta hạnh phúc. Rồi có một Thiên Chúa quan tâm chúng ta, từ khi chúng ta sinh ra cho đến chúng ta qua đời có các bí tích, từ bí tích rửa tội, cho đến bí tích giải tội, cho đến bí tích thánh thể, bí tích thêm sức, bí tích hôn phối, bí tích sức dầu nhân, tất cả đều cho chúng ta. Từ khi sinh ra chúng ta được, Chúa lo lắng cho chúng ta tự đi được tí một. Chúng ta không đáng gì cả. Rồi ngay trong khi chiên thánh giá đang có khối đau khổ như vậy, mà Chúa vẫn nhớ để làm gì? Để trao cho chúng ta một người mẹ trong bài tin mừng tôi công bố trong dân tình nguyện đó. Là Chúa đã trao thánh đức mẹ cho thánh Gioan, của thánh Gioan tôi đức mẹ. Thánh Gioan đây là đại diện cho nhân loại của chúng ta. Ngay cả lúc đau khổ nhất, hấp hối như vậy, Chúa vẫn không quên chúng ta. Và cứu ái ban cho chúng ta một người mẹ
để nâng đỡ để đồng hành với sự giác của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta thực sự suy ngẫm về những điều đó thì chúng ta thực sự hạnh phúc, chúng ta thực sự thấy rất là vinh dự để được là những người công giáo. Và chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc rồi, cảm thấy vinh dự rồi thì lúc đó chúng ta mới sẵn sàng để mà truyền giáo, sẵn sàng trao giảng cái tin mừng đó. Ông ơi, bà ơi, anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy cố gắng đi, hãy học được giỏi về đức tin đi, hãy trở thành người công giáo đi, bởi vì là người công giáo rất là hạnh phúc, là người công giáo rất là vinh dự. Đã một sự sống đời đời Thiên Chúa hứa cho chúng ta. Có như vậy chúng ta mới lao giảng tin mừng, chúng ta mới sẵn sàng đưa Chúa cho người khác. Thế là lao giảng tin mừng đầu tiên là gì? Là mang tin mừng của Chúa cho người khác. Đức Giê-xu Ki-tô đã yêu thương chúng ta đúng là gì? Để nhận thấy là người phải chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Thánh Phaolô nói là chúng tôi rao giảng Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh vì yêu thương chúng ta. Đó là đầu tiên là truyền giáo mang đến cho người khác. Vậy thì Đức Mẹ cũng đã làm được truyền giáo rồi, bởi vì như tôi nói đấy, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe công bố, sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Mẹ kêu mang của Thiên Chúa rồi, thì Đức Mẹ đã vội vã ra đi mang Chúa đến cho người chị họ của mình là bà Elizabeth. Cho Đức Mẹ được cho là nhà truyền giáo đầu tiên ở trong cả nước. Đức Mẹ mang Chúa đến cho người khác, mang tin vui đến cho người khác. Để đổi tin mừng nói gì? Khi lời, khi bà Elizabeth nói gì? Khi tôi nghe, vừa nghe lời bà chào